Kính chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Nổ cháy ở nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Ukraine, Nga đổ lỗi cho nhau. Ukraine và Nga cáo buộc đối phương gây ra vụ hỏa hoạn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, hiện do Moscow kiểm soát hôm 11 tháng 8. Theo Reuters, đơn vị giám sát hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã có mặt tại Zaporizhia. Đơn vị này cho biết các chuyên gia của họ nhìn thấy khói đen bốc ngùn ngụt từ khu vực phía bắc của nhà máy sau nhiều vụ nổ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga gây ra vụ hỏa hoạn. Ông cho biết đám cháy có thể được nhìn thấy từ thành phố Nikopol do Kiev kiểm soát. Nhà lãnh đạo Ukraine đã công bố đoạn video quay cảnh khói đen dường như bốc lên từ một tháp làm mát với ngọn lửa đang cháy ở chân tháp. Hiện tại, các chỉ số bức xạ vẫn bình thường, nhưng nếu Nga vẫn kiểm soát nhà máy thì tình hình sẽ không và không thể bình thường, ông Zelensky lo ngại. Trong khi đó, quan chức được Nga bổ nhiệm Yevgeny Balitsky tố lực lượng Ukraine pháo kích vào thành phố Enehoda lân cận gây ra vụ hỏa hoạn. Ban quản lý Zaporizhia cho biết các nhân viên cứu hộ đã khống chế được đám cháy và không có nguy cơ đám cháy lan rộng hơn nữa, cũng như không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy. Trước mắt, IAEA cho hay không có báo cáo nào về tác động đến sự an toàn hạt nhân tại địa điểm này. Chúng tôi nhận được thông tin từ Zaporizhia về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một trong những tháp làm mát nằm tại địa điểm này, IAEA viết trên mạng xã hội X. Quan chức Ukraine tại Nikopol, Zhen Zhetutsenko, nói với truyền thông rằng có thông tin không chính thức cho thấy lực lượng Nga đã đốt cháy một lượng lớn lốp ô tô trong các tháp làm mát. 6 lò phản ứng của Zaporizhia hiện không hoạt động. Cơ sở này đang dựa vào nguồn điện bên ngoài để làm mát vật liệu hạt nhân và ngăn ngừa tai nạn thảm khốc tiềm tàng. Thống đốc vùng Zaporizhia, Yevgeny Balitsky, hôm 11 tháng 8 thông báo nhà máy đã được tắt lạnh như một biện pháp phòng ngừa. Giám đốc truyền thông của Zaporizhia tuyên bố máy bay không người lái cảm tử được sử dụng trong cuộc tấn công hôm 11 tháng 8. Phản ứng trước vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi IAEA can thiệp và đảm bảo an ninh cho nhà máy. Bà Zakharova cũng lên án vụ pháo kích nhà máy là hành động khủng bố. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Đây là nhà máy của Ukraine nhưng rơi vào sự kiểm soát của Nga chỉ 4 ngày sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi năm 2022. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ vừa ngăn chặn một cuộc tấn công mới nhằm vào căn cứ hạm đội Biển Đen ở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea. Theo đài RT, một nhóm tàu mặt nước không người lái USV đã bị quân đội Nga phát hiện khi đang tiếp cận căn cứ của hạm đội Biển Đen hôm 9 tháng 8. Cảnh quay từ camera do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các USV đã bị phá hủy ngay sau đó. Các hệ thống hỏa lực đang làm nhiệm vụ đã phá hủy 7 tàu không người lái ở Biển Đen, thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhưng không giải thích gì thêm. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết vào cùng ngày, một nhóm biệt kích Ukraine đã cố gắng đổ bộ vào mũi bán đảo Kimbol nhìn ra cửa sông Dnieper ở vùng Kherson. Theo cơ quan này, lực lượng Ukraine di chuyển trên 4 chiếc thuyền đã tiếp cận Kimbol Spit. Trong đó, hỏa lực từ 2 chiếc thuyền đã yểm trợ một nhóm binh lính xông lên bờ. Tuy vậy, phía Nga tuyên bố nhóm này đã chịu thiệt hại bởi bãi mìn ở trên bờ và các lực lượng khác, sau đó phải rút lui, mất 2 chiếc thuyền và 1 tên lửa chống tăng. Theo Moscow, những người này là thành viên trung tâm tác chiến đặc biệt hàng hải của Hải quân Ukraine, có trụ sở tại Odessa. Trước đó, lực lượng Kiev đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Sevastopol và cầu Crimea, cũng như các cuộc đột kích vào Kinburn và mũi Tarankut. Cũng trong ngày 9 tháng 8, Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 125 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm tên lửa Stinger, đạn pháo và hệ thống chống thiết giáp. Theo Reuters, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết trong một cuộc họp báo rằng đây là đợt cung cấp thiết bị lần thứ 10 cho Ukraine
từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký lệnh bổ sung an ninh quốc gia vào tháng 4 năm 2024. Tờ Pravda dẫn tuyên bố của phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Plitenchuk ngày 10 tháng 8 cho biết, Hải quân và tình báo quân sự Ukraine đã tấn công và phá hủy một giàn khoan khí đốt của Nga tại Biển Đen. Phát ngôn viên Plitenchuk tuyên bố Nga sử dụng giàn khoan này để giả mạo tín hiệu định vị GPS nhằm gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải dân sự. Không có dân thường trên giàn khoan, phát ngôn viên Hải quân Ukraine nhấn mạnh, trước vụ tấn công khoảng nửa ngày, Nga đã triển khai khí tài và quân nhân trên đó. Truyền thông Ukraine cho biết cuộc tấn công được thực hiện bằng xuồng không người lái CBB vào rạng sáng ngày 10 tháng 8 giờ địa phương. Reuters không thể xác minh độc lập tuyên bố của Ukraine, trong khi phía Nga cũng chưa bình luận về thông tin trên. Cũng theo Reuters, kể từ khi Nga kiểm soát bán đảo Crimea từ năm 2014, Ukraine đã mất quyền kiểm soát nhiều giàn khoan dầu khí ngoài khơi, một số trong đó được lực lượng Nga sử dụng cho mục đích quân sự. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR ngày 10 tháng 8 cũng tuyên bố đã phá hủy một tàu tuần tra tốc độ cao KS-701 Tunis Tuna của Nga tại Crimea. Tàu KS-701 Tunis dài 8,8m, rộng 2,5m, có thể chở tối đa 6 người. Tờ Kiev Independent cho hay, vụ tấn công được thực hiện bằng xuồng không người lái tự sát Magra V5 vào rạng sáng ngày 9 tháng 8 gần làng Chornomorsky ở bờ biển Tây Bắc bán đảo Crimea. HUR cho biết, thêm 3 tàu thủy nữa cũng bị hư hại trong cuộc tấn công gần làng Chornomorsky mà không nêu rõ loại tàu nào. Xuồng không người lái tự sát Magra V5 được xem là vũ khí lợi hại của Ukraine khi tác chiến trên biển và đã nhiều lần gây tổn hại cho hạm đội của Nga. Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang ngày 899 nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí ngày càng phức tạp hơn. Tổng thống Volodymyr Zelensky tối ngày 10 tháng 8 lần đầu lên tiếng xác nhận lực lượng Ukraine đang đưa cuộc chiến vào lãnh thổ Nga. Lực lượng Ukraine bất ngờ đã phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực Kherson của Nga vào sáng sớm ngày 6 tháng 8 và tới nay vẫn tiếp diễn. Ukraine đưa ra yêu cầu đặc biệt với Mỹ. Ukraine được cho là phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga từ ngày 6 tháng 8, bắt đầu tại quận Suza thuộc khu vực Kursk. Nga ước tính có tới 1.000 quân nhân Ukraine, hàng chục xe tăng hạng nặng và xe bọc thép chở quân do phương Tây cung cấp đã tham gia vào cuộc tấn công lần này. Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả cuộc tấn công mới nhất của Ukraine là hành động khiêu khích quy mô lớn. Moscow tuyên bố bước tiến của quân đội Ukraine đã bị chặn lại. Tuy nhiên, trên thực tế, Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang ở Kursk trong ngày 9 tháng 8, chứng tỏ giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt. Trong khi đó, Mỹ nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của Ukraine không phải là hành động leo thang và Kiev đang tự bảo vệ mình. Một phụ tá của Tổng thống Ukraine nói với tờ Washington Post rằng giới chức Ukraine muốn Mỹ cho phép không kích các sân bay của Nga bằng ATACMS có tầm bắn lên tới 300 km. Quyết định này có thể giúp Kiev kiểm soát một phần Kursk trong một thời gian, qua đó đạt được lợi thế trong các cuộc đàm phán với Moscow. Vào cuối tháng 5, Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga nhằm đáp trả cuộc tấn công của Moscow vào khu vực Kharkiv của Ukraine. Các báo cáo trên truyền thông cho rằng vi phạm tấn công của Ukraine bị giới hạn ở khoảng 100 km, nghĩa là một số mục tiêu ưu tiên cao như sân bay Nga vẫn nằm ngoài tầm với của Kiev. Theo tờ Washington Post, giới chức Ukraine đang gấp rút cải thiện vị thế quân sự của nước này trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay, trong bối cảnh lo ngại rằng ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump có thể giành chiến thắng. Ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử, đồng thời chỉ trích viện trợ quân sự cho Kiev. Các video do Bộ Quốc phòng Nga công bố vào sáng ngày 9 tháng 8 cho thấy xe tăng và khẩu pháo do Kiev điều đến để tấn công khu vực Kursk đã bị máy bay không người lái Lancet nhắm mục tiêu. Một video quay cảnh một xe tăng và một xe bọc thép được cho là của quân đội Ukraine bị phá hủy. Một đoạn video khác cho thấy một khẩu pháo Krab 155mm do Ba Lan sản xuất bị trinh sát Nga phát hiện trong một khu rừng nhỏ. Một máy bay Lancet
sau đó làm hỏng vũ khí tự hành và đốt cháy nó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!